chào các bạn thân mến, mình là cô cô độ bé bự đây. Bây giờ là 12 giờ 10 phút buổi trưa ngày 22 tháng 8 năm 2024 và bây giờ cô Khẩu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn câu chuyện phù sinh của tác giả Trung Quốc Sa La Song Thụ. À, hôm qua câu khẩu đang đọc chương đầu tiên thì đang đọc mà và đọc rất là say sưa, rất là say mê. Cuốn hút thì tắt điện, mất điện ờ nhà mình không biết là ở dưới ninh bình có phải là hôm qua là ngày mà người ta uh, đi bảo hành bảo dưỡng này hay không sáng sớm hôm qua đã mất điện một lần rồi không đến hôm qua mất điện mất cả buổi chiều mãi đến tận uh, hơn 5 giờ mới có thế và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục hôm qua kêu khẩu đang đọc đến chỗ uh, liều uh, đang uh, nhảy như một con thỏ đến trước mặt uh, lương vũ đống để nhặt những cái cánh hoa ở trên tóc lương, mái tóc đen nhánh của lương vũ đống là sư phụ của liêu ra thì có một giọng nữ cao lanh lạnh cất lên là đi nhặt rau đi thế và liêu lè lưỡi ra và nói à, dạ vâng thưa chị mạt bài tuần lệnh thế và liêu lè lưỡi bừng rổ rau chạy mất tính khi cô thật là tệ đấy Lương Vũ Đống khẽ nhún vai, mặt bạch giận dữ lườm anh một cái sắc lẹ, nhìn thao lêu đang chạy đi lạnh lùng nói, tôi không giàu tình cảm như anh, tôi ghét nhất là việc theo tình cảm. Phải giải thích về cô gái mặt bạch này như thế nào đây? Lương Vũ Đống là người đàn ông đầu tiên liều nhìn thấy trong ký ức. Còn mặt bạch là người phụ nữ đầu tiên liều nhìn thấy và còn nhớ được ba người bọn họ sống dưới một mái nhà mặt bạch xinh đẹp tuyệt vời ánh mắt sóng sánh quyến rũ muôn vẻ phòng tình cô ta thích nhất là làm đẹp mỗi ngày đều đổi một kiểu váy khác nhau nhưng màu sắc luôn là một màu trắng muôn năm không đổi cô không phải vợ của lương vũ đống cũng không phải là người thân thích của anh ta hình như cũng không phải là bạn cổ cá ngày cáng đáng hầu hết các loại việc nhà trong những tiếng cào nhào chửi bới thi thoảng đi xa giúp lương vũ đống hái thuốc còn những lúc khác thì đều không thấy tăm hơi đầu từ nhỏ tới lớn liêu chưa từng thấy mặt bạch cười với nó lần nào ngoài những lời la mắng kiểu như cởi ngay cái quần áo bẩn ra cút về đi ngủ còn lại chỉ là lườm nguýt và không thèm đếm xỉa Liều biết Mạt Bạch rất thích ăn cá. Có lần Mạt Bạch bị ốm không ăn được gì. Liều đã lén chạy tới con sông ở phía sau núi, bắt cá tươi cho Mạt Bạch. Suýt nữa thì trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Tới khi Liều bưng bắt canh cá đến trước giường Mạt Bạch, cô ta liền thẳng tay hất đố xuống sàn nhà, quạt nó cút đi. Trước cuộc sống chung theo kiểu phù thủy biến thái và cửu non ngây thơ, Liêu không tức giận, chỉ thấy quái lạ. Suy đi nghĩ lại rất lâu, nó cũng không nghĩ ra mình có cái chỗ nào đã đắc tội với mặt bạch. Có lẽ mặt bạch cảm thấy nó quá xấu xí chăng? Tuy rằng nó có chút băn khoăn, nhưng mà Liêu vẫn không tức giận. Nó căn bản không hề có khái niệm như tức giận hay là thủ oán. Mặt bạch cũng giống như lương vũ đống, vẫn là những người quan trọng nhất bên cạnh nó. Vừa bôi thứ thuốc cào mắt lạnh lên vết thương của Liêu, Lương Vũ Đống vừa lắc đầu nói. Nói với con nửa lần rồi, làm người phải biết khiêm tốn, đánh nhau với người ta, bị đánh cho vỡ đầu thì biết phải làm thế nào. Còn có phải cái tách sứ đâu, làm sao mà con dễ vỡ như thế được. Liêu đầu tới nghiến răng méo miệng. Nhẹ thôi. <laughs> <laughs> thôi anh dừng tay không bôi thuốc nữa đối với ta còn chỉ có một anh ta nhìn lưu vẻ hơi thấp thỏm bất an rồi sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường đứng lên cầm theo hộp thuốc đi vào phòng trong trong bếp vẫn còn canh tự múc mà ăn Sư phụ dạo này dường như hơi khác với trước kia. Liêu nhìn theo bóng anh thận trọng, dây dây bền mép. Câu chuyện phù sinh quyển 1 chương 5 Khi Lương Vũ Đống gặp Liêu lần đầu tiên, nó mới hơn 3 tuổi. Khi anh quăng một sấp tiền dày cộp lên mặt bàn lem lúc dầu mỡ, hai cặp mắt thàm làm bỗng sáng lóe lên như bóng đèn điện. Người đàn bà mấp máy cặp môi khổ nẻ lẩm bẩm không ngờ cái con nhóc nhặt được trong cái tu núi này lại có người chịu bỏ tiền mua. Nói xong lập tức đổi ngay sắc mặt, hỉ hả nhét vào vào trong bếp. Nhóc con, mau ra đây. Hôm đó là ngày cuối tháng chạp, trong núi đổ một trận tuyệt lớn. Bé gái xuất hiện ở trước cửa, khoảng chừng 3-4 tuổi, Cơ thể gầy gò được quấn trong một chiếc khăn, chiếc áo len mỏng đã tuột sợi ở cả cửa cổ tay và cổ áo. Tay bưng một cái bát lớn khoai tây vừa luộc chín. Đôi mắt to đèn lấp lái vui tươi trên khuôn mặt tròn bé xíu, nhèm nhúc bụi than. Bố ơi! Cô bé líu díu tới bên cạnh người đàn ông, mặt ngẩng lên mừng rỡ, Chìa bát khoai tây ra trước mặt ông ta. Bố xem này, lần này không có củ nào bị cháy nhá. Người đàn ông nóng nảy giật phát bát khoai tây, đặt sang một bên, lôi cổ bé tới trước cửa sổ, đẩy thẳng về phía người thanh niên. Dẫn đi, của anh đấy. Nói xong, ông ta trợn mắt với cô bé. Từ nay, người này là bố của mày, đi theo hắn thứ mà ông ta giàu cho anh không phải là một con người, mà chỉ là một món hàng được mua bán tự do. Bố và mẹ rất vui mừng, thật tốt quá. Đứng trước cánh cổng liếp siêu vẹo, cô bé quay đầu nhìn lại nơi đã từng là nhà của mình. Chớp chớp đôi mắt to tròn, trên khuôn mặt không hề có vẻ đau buồn hay tức giận. Hay sợ hãi Chỉ thấy nụ cười xinh xắn như một đóa hoa dại âm thầm xòe nở. Lương Vũ Đống nhìn cô bé. Từ lúc anh dắt tay cô bé ra khỏi cửa ngôi nhà, nó giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, không hề phản kháng, mặc cho anh mang nó đi tới một phương trời hoàn toàn xa lạ. Cháu không hỏi là ta sẽ mang cháu đi đâu à? Anh hỏi cô bé. Không hỏi. Nó ngước mặt lên, quẹt vệt nước mũi đã đóng băng cười khúc khích. <cười> Chú có ăn thịt cháu đâu. Anh ngồi thụp xuống, rút khăn tay ra, cẩn thận lau sạch chiếc mũi bẩn thỉu của cô bé, cười nói. <cười> Đúng là trong sáng hết như một tờ giấy trắng vậy. Tuyết động đã phủ một lớp mỏng ở trên sân, cây ngân hạnh cào lớn ở bên ngoài, dựa sát vào tường bao, trong thời tiết giá rét căm căm, trong gió lạnh thấu xương tủy mà trên cây ngần hạnh vẫn trổ ra từng tầng lớp lớp những đọt lá xanh biếc, tươi non như muốn ứa nước ra ngoài. Tuyết trắng lá xanh, sự phối hợp rất đỗi bất thường đã bừng lên một sức sống mãnh liệt. Lương Vũ Đống liếc qua cây ngân hạnh, rồi dắt tay cổ bé của anh quay lưng rời đi trên con đường núi quanh co hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ cứ kéo dài về phía trước trong căn nhà trọ tồi tàn ở vùng quê lương vũ đống thu dọn đám chăn đệm bẩn thỉu lộn xộn cau mày nói ngày mai là về tới nhà rồi ở tạm một đêm nay vậy đi ngủ sớm thôi rồi quay lại nhìn cô bé đang ngó nghiêng liêu có nghe thấy gì không chỗ này liêu chạy đến bên lương vũ đống hớn hở kéo tay anh nhà ở đây đẹp quá nó vừa nói vừa nhảy phóc lên giường lăn quà lằn lại trên tấm chăn bông phảng phất mùi ẩm mốc vỗ tay cười như nắc nẻ em quá em quá thích quá chưa bao giờ cháu được ngủ trên chiếc giường như thế này à lương vũ đống ngồi ở bên mép giường tò mò nhìn cô bé đang phấn khởi tời khuôn mặt đỏ hồng trong phòng cháu không có giường trong phòng bố mẹ mới có nhưng cháu có rất nhiều rơm dạ với lại cháu luôn ngủ cùng tiểu đô nằm sát tiểu đô ấm lắm nó ôm lấy chiếc gối áp sát má lên đấy không biết là tiểu đô đã ăn cơm chưa tiểu đô là ai là con chó trong nhà cho bố mẹ, lồng nó trắng như tuyết, người nó to lắm, nhưng không thấy thịt đâu cả, nó gầy lắm. Ô, thế à? Lương Vũ Đống đặt cô bé nằm ngay ngắn, rồi kéo chăn đập lên người nó. Ngủ đi, đêm này sẽ không lạnh nữa. Vâng, khuôn mặt hồng như trái táo chín của cô bé, soạt một cái, rụt vào dưới chân. Chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh Nét cười ngọt ngào Hôm nay vui quá đi mất Nói xong Cô bé lại thò nửa đầu ra khỏi chân Hỏi một cách nghiêm túc Sau này con còn được gặp bố mẹ nữa không? Họ sẽ sống rất vui vẻ Anh xoa xoa đầu cô bé Có được đứa con gái như con Là phúc phật Mà bọn họ phải tù mấy kiếp mới có À ha Hay quá cô bé hài lòng chui tọt vào trong chăn yên tâm đi ngủ sư phụ cũng ngủ đi nhá ừ lương vũ đống nở một nụ cười thiếu tự nhiên trên đường đến đây anh đã làm hai việc việc thứ nhất là khi băng qua một cánh đồng rộng lớn hoang liêu đã tiện miệng đặt cho cô bé một cái tên hai là xác định rõ mối quan hệ sau này của hai người anh không thích gọi cô bé là nhóc con, càng không thích cô bé gọi mình là bố. Đêm khuya, từng cơn gió núi sặc lạnh như dao vùn vút lùa vào khung cửa sổ đã cũ nát. Mùa đông ở vùng núi, cái giá bút có thể xuyên thấu xương tủy. Lương vũ đống ngồi ở trên giường, đọc sách dưới ánh đèn dầu lờ nhờ cuốn sách còn cũ kỹ hơn cả cây đèn dầu bám đầy bụi bặm. Liều nép sát vào người anh, ngủ say sưa như một chú heo con, ngón tay ngầy ngồ đút vào trong miệng. Gấp sách lại, nhìn đứa bé nằm ở bên cạnh mình, ánh đèn chập chờn phủ trùm lên khuôn mặt thẫn thờ của anh, một niềm u uất sâu xa. Một luồng gió mạnh sộc vào, thổi ngọn đèn dầu tắt phụt. Lương Vũ Đống bật giác hắt hơi một cái. Anh khẽ rụi mũi, <cười>, cười nhằn nhó. Thì ra bản thân đã yếu ớt tới mức này. Phi thiên độn thổ, chỉ cây thành nhà đã là chuyện của quá khứ. Hôm nay, đến cả một cơn giá lạnh vặt vạnh cũng không thể chịu đựng nổi. Cho dù là yêu tinh ngần hạnh, đã tu hành thành hình người thì đã sao? có đạo hạnh ngàn năm thì đã sao khi đại kiếp kiếp nạn tới gần cũng sẽ chỉ là một cái xác thân thòi thóp chút hơi tàn mà thôi vượt qua kiếp nạn sẽ được trường sinh không vượt qua được sẽ là cùng đường đây chính là con đường định mệnh dành cho yêu quái trong bóng tối tiếng thở dài bên cạnh anh đều đặn mà thanh thản nụ cười và tiếng giao vui của Liêu lúc rõ nét, lúc mơ hồ trong tâm trí anh. Khi bình minh vừa dạ, Lương Vũ Đống mở mắt trong cảm giác toàn thân ấm sực. Trên người không biết từ bao giờ đã được đắp lên một tấm chăn. Tùy tấm chăn bốc lên mùi khó ngửi, nhưng nó thực sự đã giúp anh chống lại cơn giá lạnh. Liêu chỉ đắp hờ một góc chăn, cơ thể cuộn tròn ở cạnh anh, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay anh, vẫn ngủ rất ngon lành, nước dãi chảy ròng ròng. Khi Lương Vũ Đống đang lắc đầu đắp lại chăn cho cô bé, Liêu cựa mình rồi tỉnh giấc. Xem ra sau này phải lấy keo dán chặt vào, còn mới chịu ngủ ngoan không đạp chân ra. Lương Vũ Đống chừng mắt nhìn nó trách móc. Liêu dụ mắt ngồi dậy nói, con không đạp chân, Thế tại sao cái chân lại chạy lên người ta? Nửa đêm còn nghe thấy tiếng sư phụ ho. Đây là con đắp chân cho sư phụ. Liêu thật thà trả lời. Không phải con đạp chân đâu. Anh hơi sực lại một thoáng rồi hỏi. Thế lấy chân đắp cho ta còn không lạnh à? Lạnh nhưng mà con không ho. Liêu giỏ môi. Hồi trước tiểu đô cũng ho. Lại còn run cầm cập còn chỉ cần lấy thật nhiều rơm phủ lên mình nó rồi ôm lấy nó là nó hết run ngay. Ta không phải là tiểu đô, anh dí tay vào mũi cô bé. Nhưng mà sư phụ ở bên con mà. Liêu nghiêng đầu, vặn vặn ngón tay, nghiêm túc nói. Con không muốn sư phụ bị ốm. Sư phụ bị ốm thì sẽ không vui. Sư phụ không vui thì Liêu cũng không vui. Liêu mong bố mẹ Cả tiểu đô, cả sư phụ, tất cả những người bên cạnh Liêu đều vui vẻ. Cai Độ ngốc. Anh xoa đầu cô bé, nụ cười bên khóe miệng mang một vẻ chua xót khó nói thành lời. Bởi vì sư phụ ở bên cạnh con được thôi, từ nay về sau còn sẽ chỉ ở bên cạnh ta. Lương Vũ đống dơ ngón tay trỏ ra, khẽ ấn vào dựa ấn đường, liêu ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ đầu ngón tay. Liêu, từ nay con không còn quá khứ nữa, con chỉ còn tương lai trùng sống cùng với chúng ta. Câu chuyện phổ sinh, quyển 1, chương 6. Dâm một tiếng, cửa phòng bị đẩy bật tung. Mạt bạch một tay giữ lấy cánh tay còn lại, khóe miệng vương mệt máu tươi, loạn trọng lao vào, nhũn chân ngã khuỵu xuống đất. Liều đang thu dọn bát đĩa giật bắn mình, cô bé cuống quyết chạy tới đỡ lấy mạt bạch, quay đầu vào trong phòng hét lớn. Sư phụ, sư phụ, chị mạt bạch bị thương rồi. Buông ra, mạt bạch đẩy phát nó ra, gắng gượng đứng dậy. Cao mày nhìn thẳng vào lường vũ đống đang vội vàng chạy ra thều thào bọn chúng nó tìm đến rồi tôi đánh không lại chúng dùng thần chú thất tuyệt đặt ra kết giới có thể ngăn chặn được bọn chúng trong ba ngày cái bọn xưng là chính đạo ấy giỏi nhất là thừa cơ đánh lén lương vũ đống chán trường nhìn ra ngoài cửa cô bị thương không nhẹ đâu vào trong nhà đắp thuốc Đúng đấy, đúng đấy, chị mặt bạch, chị đang chảy máu kìa. Liều hấp tấp nói chen vào. Ngoài trưởng sinh dẫn, mấy loại thuốc anh biết đều là trị ngọn mà không trị gốc. Mặt bạch trắng thèm đếm xỉa tới liêu, chụp lấy cánh tay vườn vũ, lương vũ đống. Những móng tay rũa nhọn gần như cắm sâu vào thịt anh. Đại kiếp sắp đến gần, tôi và anh đều không còn thời gian nữa còn chim yêu tu luyện 500 năm đã chết vì kiếp nạn. Kết cục của nó như thế nào? Tôi và anh đều biết rất rõ. Anh còn thiếu bao nhiêu vị nữa thì mới có thể hoàn thành trưởng sinh dẫn. Lương Vũ Đống suy ngẫm chốc lát rồi nói còn thiếu một vị hạt ngân hạnh. Bà ngày Mặt bạch vịn vào bàn ngồi xuống, thở hổn hển. Trong ba ngày, nếu anh không lấy được hạt ngân hạnh chế thành trưởng sinh dẫn, nhân họa còn có thể tránh qua, nhưng thiên tai thì sẽ thành kiếp nạn khó tránh. Tôi biết, Lương Vũ Đống thu lại ánh mắt xa xăm, cười buồn, ngồi xuống đối diện với mặt Bạch. Còn người luôn than thở cuộc sống không dễ dàng, chắc chắn họ không ngờ yêu quái cũng có cảm giác tương tự anh gượng gạo nhếch mép, <laughs> yêu quái, chẳng qua cũng chỉ mong muốn được trời yêu gió lặng, năm tháng bình yên, chỉ có vậy thôi mà cũng không được. mặt bạch cục mắt nhìn xuống, hàng mi tuyệt đẹp khẽ lay động. một chiếc bàn, hai con người khoanh thành một thế giới quạnh hưu. liều không biết chữ nhưng nó không ngốc nghếch. Bọn họ vừa mới nói tới yêu chim, nói tới chết vì kiếp nạn. Nó lập tức nhớ tới ông lão hiền từ mới gặp có một lần mà lại có cảm giác như quen biết từ lâu. Còn chim đã chết kia, đến nay nó vẫn không quên. Sư phụ, nó đứng giữa hai người họ. Người là yêu quái phải không? Nó lúc nào cũng bình thản điểm tĩnh và sáng suốt thấu tỏ như vậy dường như tất cả mọi thứ không liên quan đến niềm vui đều có thể len được vào trái tim của nó ngay cả khi hỏi tới yêu quái một từ khiến cho rất nhiều người phàm nghe phải tái mặt lường vũ đống nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo như nước của cô bé không nói lời nào còn cần thiết phải giữ bí mật nữa không Mặt bạch liếc xáo anh một cái, rồi nói với Lưu. Dù sao, ngươi cũng chẳng biết sợ là gì. Nói cho người biết, ta và sư phụ của ngươi đều không phải là con người. Hắn là một yêu cây ngần hạnh. Trông hắn trẻ thế kia, nhưng thực tế đã là một lão lọng khọm, già hơn một ngàn tuổi rồi đấy. Vậy còn chị liều tay chống cầm, chỉ thấy tò mò không hề sợ hãi ta mặt bạch bĩu môi ừ, tại sao ta lại phải nói với người? liêu đảo mắt nói chị mặt bạch thích ăn cá thế kia lẽ nào là một con mèo còn dành chết tiệt mặt bạch có vẻ như muốn đánh cô bé những kẻ thực sự thích gây phiền phức cứ giao cho tôi xử lý. Lương Vũ Đống đứng dậy, cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người. Mạt Bạch, cô dẫn Liêu tới nơi khác trốn đi. Trốn? Mạt Bạch như bị ai đâm trúng chỗ đau, đứng phát dậy. Nghiêm giọng nói, chúng ta còn trốn đi đâu được. Sau ba ngày, nếu anh vẫn không tìm ra hạt ngần hạnh cho vào thuốc, thì dù tôi và anh ở chỗ nào cũng sẽ chỉ có một kết cục tôi biết lương vũ đống khẽ gật đầu anh biết trong đáy mắt mạt bạch lóe lên một tia sắc lẹm như dao cô ta hoàn toàn không đếm xỉa đến vết thương vẫn đang giỏ máu nhảy vút lên nhanh như chớp lao vọt vào phòng của lương vũ đống nháy mắt đã trở ra trong tay kẹp lấy một cuốn sách cũ kỹ phường thuốc trường sinh dẫn anh đã xem bao nhiêu năm rồi anh tưởng tôi không biết đọc sao anh tưởng rằng lời nguyền xóa ký ức của anh cũng có tác dụng với tôi sao tôi không phải cái con đần kia tôi cũng là một yêu quái có tu hành tôi chẳng qua là đang chờ anh quyết định mà thôi cô quả nhiên có sự thông minh của yêu mèo lương vũ đống nhìn cuốn sách đã bị cô tà vỏ đến nhăn nhúm điểm đạm nói thế nhưng chẳng phải là cô đã quyết định rồi sao Tôi! mạt bạch nhất thời cứng họng vung ném cuốn sách đi xông tới túm chặt lấy cổ áo lương vũ đống nghiến rằng mà nói tôi không muốn chết chung với anh ừ tôi biết lương vũ đống không hề nhúc nhích tôi cặp lông mày thanh tú của mặt bạch cháu tít lại, đôi môi mịn màng mím chặt tới mức sắp bật máu, đôi bên bất động một hồi. Rồi cô ta ủ rũ buông tay, đấm lên ngực lường vũ đống, cúi đầu lẩm bẩm. Tôi, tôi chỉ muốn mặc những bộ quần áo đẹp, ăn các loại cá ngon, giống như một người con gái thực thụ, sống một cách vui vẻ. Tôi biết, Lương Vũ đống khẽ thở dài, ôm mặt Bạch vào lòng, xin lỗi. Đôi vai của mặt Bạch rung lên. Cô khẽ sụt sùi. Đây là lần đầu tiên Lưu thấy Lương Vũ đống nói lời xin lỗi, lần đầu tiên thấy mặt Bạch khóc, lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thân mật đến vậy. Nhưng trong khoảnh khắc, nó mơ hồ cảm thấy cuộc sống bình lặng như nước của mình đã bị một thế lực khó lường nào đó cắt ngang. Câu chuyện phù sinh quyển 1 chương 7 Hạt Ngân Hạnh Liêu cầm đèn pin, chạy loạn trọng ở trên đường. Mặt bạch nói, yêu quái trong thiền hạ, trong vật mệnh đều phải đương đầu với một thiền kiếp. Nếu không tránh được, chỉ còn một con đường chết, hình hài và linh hồn đều tiêu tan. Mày thầy thời thượng cổ có cao nhân để lại một cuốn sách thần bí tên là Yêu Linh Trường Sinh Phương. Chỉ cần căn cứ theo phương thuốc ở trong sách, điều phối đầy đủ các loại dược liệu quý hiếm, lại kết hợp với tinh khí tự thân của yêu quái, sẽ có thể chế tạo thành một loại thần dược không có màu không có mùi, có tên là trường sinh dẫn. Uống loại thần dược này vào đúng ngày đại kiếp giáng xuống, có thể bình yên tránh quả kiếp nạn. Con chim chết dưới gốc ngân hạnh kia bởi vì không tìm đủ dược liệu cần có, không thể chế được loại trường sinh dẫn cho tộc yêu chim. Không qua được thiên kiếp của nó, khiến công sức tu hành suốt mấy trăm năm tiêu tan trong một đêm, chết thảm thương vào ngày đại hạ. Gương vũ đống là một yêu cây ngần hạnh ngàn năm. Mạt Bạch nói, ngày đại hạn của anh chính là ba ngày sau. Liệu không thể không có sư phụ. Nó chạy mỗi lúc một nhanh. Nó muốn giúp sư phụ tìm được vị thuốc cuối cùng. Trong rừng có vô số cây ngân hạnh nó sẽ nhặt được rất nhiều hạt ngần hạnh. Con đường núi trong đêm hè, phảng phất mùi hương cỏ, tiếng côn trùng dâm gian khắp trốn, những ngôi sao như những đôi mắt không ngừng nhấp nháy ở trên bầu trời. Dõi theo cô bé đang chạy thục mạng trên con đường phía dưới. Đường tối mịt mùng. Cô bé lại chạy quá nhanh, một hòn đá làm nó ngã vấp sóng xoài ở trên mặt đất. Bàn tay và đầu gối hình như đã chảy xước và chảy máu, rất đau. Liều nén ghìm nước mắt bò dậy, nhưng lại bị một người chặn lại giữa đường. Biết ngay là còn sẽ chạy lung tung. Lương Vũ đống khẽ hổn hển, quẹt mồ hôi trên chán. Đúng là không xong rồi, ngay cả trò vặt dịch chuyển chớp nhoáng này cũng sắp không làm nổi nữa. Sư phụ, còn giúp người đi lấy hạt ngân hạnh. Liêu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt bừng lên một sự cố chấp chưa từng có. Lương Vũ Đống cúi người xuống, xoa đầu cô bé theo thói quen. Con bé ngốc này, hạt ngân hạnh không phải là thứ mà con có thể lấy được. Con có thể, liều nắm lấy tay anh, còn biết bây giờ chưa tới mùa ngân hạnh kết quả. Thế nhưng chắc chắn sẽ có cây ngân hạnh ra quả sớm, con sẽ tìm từng cây một. Liêu <laughs> Lần này thì chẳng cần phải phí sức Kết giới của con yêu mèo kia Cũng chẳng có tác dụng gì Một cơn gió mạnh ảo qua Từ sau một gốc cây ngân hạnh trong rừng Nhảy vọt ra hai gã đàn ông trùng niên Trùng kín áo bảo đèn trũi Khí thế dữ dội Cuốn dụng vô số lá cây gã gầy sắt có trỏm dâu dề chỉ vào lường vũ đống quạt Yếu nghiệt đuổi theo ngươi hai mươi năm hôm nay ngươi đừng hỏng còn sống lương vũ đống cười lạnh lẽo đẩy liêu ra sau lưng <laughs> gã còn lại đầu chọc lóc bấm ngón tay tính toán rồi ghét sát tai nói với dâu dê sư huynh, Đại hạn của cây ngân hạnh sắp tới rồi, hắn đã không còn pháp lực gì nữa. Đáng tiếc là 20 năm trước để hắn chạy thoạt, nếu không thì... Tuy rằng bây giờ là hắn bắt về luyện đơn không có mấy ích lợi cho công lực của chúng ta. Nhưng mà dù gì thì hắn cũng là cây ngân hạnh ngàn năm, uống vào thì chắc hẳn có thể trưởng sinh bất lão. Cặp mắt tam giác của gã dâu dê lóe lên những tia tham tàn hiểm độc hai thanh trường kiếm vụt xuất hiện ở trên tay hai gã như trò mà thuật ánh hàn như tuyết uy thế hừng hực lương vũ đống đẩy liêu lùi về phía sau nhún người nhảy vụt lên tay không rào đấu hỗn loạn với hai sư huynh sử đệ của nhà kia kiếm quang quét qua để lại những vết thương trên cánh tay và sau lưng lường vũ đống dịch thể xanh lét như ngọc bích chảy ra từ vết thương hắt lên những quầng sáng mờ mờ trong bóng tối liều chớp đúng thời cơ lao thẳng lên ôm chặt lấy chân của gã chọc đầu cắn xuống một nhát thật lực nó chưa bao giờ chưa bao giờ có một cảm giác cắm ghét đến như vậy cắm ghét hai cái gã đàn ông đang cầm kiếm kia gã chọc đầu quá rú lên một tiếng quay người đánh ngay một trưởng vào giữa ngực liêu liều giống như một con diều đất dây bay lộn nhào về phía sau rồi rơi vào trong một vòng tay êm ái con danh chết tiệt đúng là cái đồ ngu mặt bạch ôm lấy nó đặt lên mặt đất dí tay vào mũi nó mắng nhiếc đứng yên ở đây không được chạy lung tung rồi cơ thể linh hoạt của cô Lào vút vào trong trận chiến với một tốc độ mà mắt người không thể nhìn rõ. Giao đấu mười mấy hiệp, trên mặt hai gã đạo sĩ đã có thêm vài vết thương máu nhỏ ròng ròng. Cơ thể mặt bạch cũng đã thường tích ngàn dọc. Yếu nghiệt, ban ngày đã là bãi tướng dưới tay tà, còn dám hùng hằng dãy chết. Gã dâu dê nhè rằng, đưa tay vuốt mặt bàn tay đẫm máu tươi. Gã giận dữ lồi ra một đạo bùa bằng giấy vàng, rũ mạnh, chớp mắt trên các ngón tay đã bật lên một cuồng lửa, chết đi. Lời còn chưa dứt, cuồng lửa đã bay vụt ra, nhanh chóng bùng lên thành một quả cầu lửa, hung hãn lào thẳng về phía mặt bạch và lương vũ đứng. Chiều nay anh, chiều này anh không đỡ nổi đâu, tránh ra, mặt bạch một trưởng đẩy văng lường vũ đống phi thân lên phía trước hai trưởng cùng xuất hét lớn lên một tiếng vô số kinh mạch đỏ rực trong nháy mắt đã chằng chịt rằng kín khắp cơ thể của cô ta mặt bạch lương vũ đống ngã nhào xuống đất hét lên thất thanh một tiếng nổ vang dội không trung đột nhiên chút xuống một trận mưa dày đặc dập tắt quả cầu lửa hùng hãn mang theo vọng tưởng thiêu hủy tất thảy Hai gã đạo sĩ, cơ thể phun khói trắng xảo xảo, đau đớn tới mức gào rú, hàng tràng rùng rợn. Lão dâu dê ôm chặt lấy hai mắt, lăn lộn trên mặt đất. Liều vuốt khuôn mặt ướt đẫm, lòng bàn tay nó bê bết máu tươi. Đi! Lương vũ đống xông thẳng tới, một tay ôm ngang lưng mặt bạch, một tay chụp lấy liều. Đầu óc nó đột nhiên vụt qua một dây trống rỗng bên tai tiếng gió ù ù khi lưu tỉnh lại đã thấy mình ở trên đỉnh núi dưới chân nó là một thị trấn thấp thoáng le lói ánh đèn đạo hạnh còn chưa đủ mà vẫn dùng thuật huyết sát cổ lỗ mãng quá lương vũ đống đang ôm lấy cơ thể đẫm máu của mặt bạch gắng ngựa tỏ ra trấn tĩnh cố gắng cầm cự tôi đi tìm thuốc đừng có làm chuyện vô ích nữa. Mặt bạch giữ anh lại, đôi môi trắng bệch như sáp bấp máy một cách khó nhọc. Vốn ngỡ rằng, <laughs> có thể nhờ bóng anh mà sống trường sinh ở trên đời. <laughs> Tuy rằng không thể sống trường sinh, nhưng được sống thêm chừng ấy năm, cũng tốt. Liêu Hoàng hốt chạy tới ôm lấy mặt bạch, hét toáng lên. Chị mặt bạch, chị làm sao thế? Mặt bạch chậm chạp quay đầu, nhìn sững vào liêu rồi cười. <cười> ta ghét nhất là ngươi, luôn đối xử với mọi người xung quanh quá tốt, nên mới không thể để cho bản thân yêu quý ngươi. Ta sợ mình sẽ giống như cái tên ngốc kia. Cô ta đưa mắt nhìn Lương Vũ Đống. Ta ghét nhất là cái loại người làm việc theo tình cảm. Cô cứ mặc sức mà ghét. Lương Vũ Đống cười mà lắc đầu ôm cô chặt hơn nữa. Hãy sống cho tốt, cái con bé ngốc nghếch. Mặt bạch thở hắt ra, một hơi dài. Nụ cười duy nhất dành cho Lưu ở trong kiếp này đã vĩnh viễn lâu lại trên gương mặt kiều diễm của cô. Lưu, hai mắt đờ đẫn, nhìn thân hình của mặt bạch dần dần thu nhỏ, cho tới khi biến thành một con mèo trắng bé xíu cuối cùng hóa lên một chùm sáng tròn xoe, tàn biến trong vòng tay lưỡng vũ đống. Sư phụ, chị mặt bạch chị ấy. Liêu xỏa miết thật mạnh lên mặt đất bùn như người ngây dại. Chị mặt bạch đi đâu rồi? Tới một chốn trường sinh khác. Lương Vũ Đống nắm lấy tay cổ bé, trên mặt không hề có một nét đau thương, chỉ có niềm thanh thản. Liêu ngẩng đầu lên, ánh lệ dâng đầy ở trong mắt. "Sư phụ cũng sẽ ra đi phải không? Nếu không chế được trường sinh dẫn, có hạt ngân hạnh thì sẽ không phải ra đi nữa." Lương Vũ đống quẹt ngón tay qua mũi của cô bé, rồi nghiêng người chỉ về phía sau. "Con nhìn xem, bên kia là cái gì?" Liêu quay đầu, là một cái thân cây ngần hạnh cào lớn, cành lá um tùm, rậm rạp dưới ánh sao. Lường vũ đống bước lại gần, bàn tay khẽ khàng đặt lên thân cây, miệng khẽ lầm rầm vài câu gì đó. Một quầng sáng màu xanh lục, nhàn nhạt tỏa ra từ bàn tay anh. Sau khi vẽ thành một vệt sáng vô cùng đẹp mắt trong không trung, đã rơi xuống lòng bàn tay mở sẵn của anh liêu nhìn vào thấy quả ngân hạnh tròn trịa trắng ngần trong tay lường vũ đống đưa tay gạt nước mắt vẻ mặt ngơ ngẩn hạt ngân hạnh này không giống như là con vẫn thấy đương nhiên là không giống như con vẫn thấy hạt ngân hạnh là vật thiêng của trời phải mất một năm mới hình thành ta đã tính thời gian đêm nay mới là thời điểm hạt ngân hạnh chín mặt bạch đã quá nóng vội. Anh thở dài, dựa vào thân cây ngồi xuống. Cô ấy vốn dĩ là một con mèo trắng mắc bệnh mà chết. Bà chằm nằm về trước, được chủ nhân chôn ở dưới thân xác thực của ta. Vì nhiễm được linh khí của ta, lại hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt, nên đã trở thành yêu quái. Ngày tháng lâu dài, thực thân của cô ấy và thực thân của ta đã liền thành một thể. Nếu ta không vượt qua được kiếp nạn lần này, thì cô ấy cũng sẽ giống như ta, sẽ tan thành mây khói. Vậy, vậy sư phụ hãy mau cho thêm hạt ngân hạnh vào thuốc, như vậy sẽ chế được trường sinh dẫn, liêu vội vàng dục dã. Đêm nay đã có thể chế thành, lương vũ đống vẻ nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng cười với liêu nhưng sau khi uống thuốc ta phải tới một nơi khá xa để một mình tĩnh dưỡng một thời gian trong thời gian đó còn phải tự chăm sóc lấy mình thế phải đi bao lâu mười năm vâng con sẽ đợi sư phụ trở về liêu ngồi xuống nép sát vào lương vũ đống níu chặt lấy cánh tay anh, sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay, ảnh sẽ biến mất. Gió núi phất qua, không gian vắng lặng, trên đỉnh núi chỉ còn hai cái bóng dựa sát vào nhau, cùng với những tiếng thở kéo dài. Liêu, còn thấy trường sinh có tốt không? Sinh mệnh không bao giờ kết thúc. Đương nhiên là tốt, nếu như mỗi ngày đều được sống vui vẻ thì trường sinh cũng sẽ khiến cho niềm vui trở thành bất tận. Thế nếu mà sống không vui vẻ thì sao? Sư phụ, thế nào mới là không vui vẻ? Ví dụ, khi chị mặt bạch của con tan biến, hoặc tưởng tượng một chút, khi ta cũng tan biến. Đừng, con, con ghét sự không vui vẻ, con không cần những ngày tháng không vui vẻ. Còn không cần những ngày tháng không vui vẻ <laughs> liều nói hay lắm vậy con hãy hứa với ta sau này ngày nào con cũng phải sống thật vui vẻ nhé vâng con biết rồi con sẽ ngoan ngoãn để chờ sư phụ trở về sáng sớm lường vũ đống đã mất tích trên đỉnh núi chỉ còn liêu vẫn dựa mình vào gốc ngân hạnh ngủ say sưa hai ngày sau vào ban đêm thị trấn gặp phải một trận mưa to sấm chớp khủng khiếp cả trăm năm này chưa từng có ánh sớp sáng lòa lòa dường như rạch nát cả bầu trời thành trăm mảnh sau một đêm kinh tâm động vạch mọi người lại chào đón ánh nắng của ngày mai đêm qua sấm rét thật là khủng khiếp biết chưa cây ngân hạnh già ở bên ngoài trường tiểu học dục tài đã bị đánh gãy đôi rồi đấy. Thế cơ á, cháu tôi sống ở thôn bên đó, nhưng mà kỳ dị lắm nhá. Nghe nói là bị đánh gãy ngang thân, dưới gốc cây còn bật tung thành một cái hố to. Ở dưới hố có một bộ sườn trắng, không biết là của mèo hay là của chó ấy. Ui, thật là đáng sợ, thế dạo này làm sao thế mà không biết hệt mở đá, lại đến mở tỏ sấm giật. Thế ông trời nổi giận rồi ư. Vào lúc dế chiều, trong khu dân cư nhỏ, đám người tản bộ, túm tụm lại một chỗ, hào hứng kể lể về trận mưa lớn đêm qua. Câu chuyện phủ sinh, quyển 1, chương 8 Tôi đã đợi suốt 20 năm rồi. Người đàn bà dường như đã quen với mùi vị của phù sinh. Trong tách trà chỉ còn dư vị một nửa, người ấy không trở về. Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn cây ngần hạnh gầy yếu trong vườn sau. Cô cũng là yêu cây, cô có thể giúp tôi tìm người ấy về không? Người phụ nữ nghiêng người về phía trước, nước mắt trực trào mi. Người ấy để lại cho tôi nguyên một hòm vàng, chỉ cần tôi có thể tìm được người ấy, tôi, tôi sẽ cho cô tất cả số còn lại. Đến bây giờ cô vẫn không biết chữ lưu. Tôi không trả lời câu hỏi của cô ta. Cô ta sững người, rồi ngại ngùng gật gật đầu. <laughs> Cũng tốt. <cười> tôi cười thành tiếng. Cô ta nhìn tôi khó hiểu. Cô sẽ mãi mãi nhớ về anh ấy và tất cả những ngày tháng hai người chung sống bên nhau. Tôi nhấp một ngụm trà của mình, nhớ tôi lời hứa phải sống vui vẻ mà cô đã hứa với anh ấy. Đúng vậy, giọng nói của cô ta ẩn chứa một niềm kiên định rất mực dịu dàng. Tôi đặt tách trà xuống, đẩy những thỏi vàng về trước mặt cô ta. Cô, hãy về đi. Cô Sala cô. Người phụ nữ kinh ngạc, sau đó là thất vọng. Hãy sống cho vui vẻ. Biết đâu còn có cơ hội trùng phùng. Tôi đứng lên, tiễn khách. Cô chủ cô, cô cô có thể từ chối một số vàng lớn đến vậy ư? Ừ. Gã làm công béo ị đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, nhìn theo bóng liêu xà dần, hết dập chân rồi lại đấm ngực. Gã làm công thứ hai là một gã gầy, tay bấm nhoay nhoáy trên máy tính, tính toán xem theo thời giá của hôm nay thì đống vàng kia có thể đổi được bao nhiêu tiền mặt. Số tiền mặt này lại có thể mua được bao nhiêu là thức ăn ngon, đồ đẹp, hàng tốt tôi không đếm xỉa tới sự tồn tại của bọn chúng. Vươn tay với lấy một cuốn sách từ trong khổng trùng. Trên tấm bìa da bảng ố, Việt ngay ngắn một dòng chữ Yêu Linh Trường Sinh Phương. Giỏ soàn soạt vài cái đã tới chương yêu cây. Ánh mắt của tôi dừng lại trên mấy dòng chữ cuối cùng. Hạt ngân hạnh, linh dược được sinh ra từ cây ngần hạnh thần tiên ở trên thiên giới. Mỗi một ngàn năm xuất hiện bốn hạt ở trên đời, rơi xuống đất sẽ thành hình người, đều mang hình hài bé gái. Hình thể tâm hồn không khác với con người, khuôn mặt tròn trịa, tâm địa thuần khiết, không sinh ác niệm. Xuất hiện ở nơi nào, cây khô tái sinh mùa đông kết quả trong ngày thiền kiếp lấy tim của người này kết hợp với những vị thuốc nói trên sẽ thành trường sinh dẫn dành cho yêu cây uống vào có thể giúp yêu cây nguyên thần không phân tán chân thân không hủy diệt trường sinh không phải ầu lo muốn gạt cô ta cũng dễ dàng tôi khẽ mỉm cười gập quyển sách lại đi về phía vườn sau cái gì cô chủ mà cũng có cuốn sách này ư ừ. gã béo và gã gầy kinh ngạc xông cả tới nhìn chằm chằm vào thứ ở trên tay tôi như thể là báu vật tốt nhất hãy bỏ cái ý định xem trộm đi tôi lửa mắt nhìn bọn chúng nhướng mày nói nếu không, ta sẽ bắt chức đồng loại của ta, bỏ lời nguyền quên chữ vào đồ ăn của các ngươi, để các ngươi làm lũ mù chữ suốt đời đó. Gã béo và gã gầy nhìn nhau lý nhí. Do chữ mà chúng tôi biết thì hình như cũng chẳng được bảo nhiều. Vầng trăng ở trên cao cuốn cong thành một chiếc năng trắng, trắng muốt, ánh sáng trong lạnh dịu dàng, phủ ngập mảnh sân khuya. Sau tôi lại thấy cái cây ngân hạnh này đột nhiên tươi tốt hẳn lên thì phải. Cái lá mọc thêm rất nhiều, lại xanh tươi hơn hẳn. Thế bàn ngày trông vẫn như chết dở cơ mà. Gã béo chỉ vào cây ngân hạnh trước đó còn héo rũ, nói oang oang. Ừ nhỉ, gã gầy đi đi lại lại dưới gốc cây hồi lâu. Đột nhiên chỉ tay kêu toáng lên. Ôi, cậu cậu xem kìa chỗ kia chỗ kia kìa lại còn ra quả nữa thế bây giờ vẫn chưa tới mùa ra quả cơ mà thế thế thì bọn ta đã có thể nấu được món gà hầm vạch quả sớm hơn dự kiến đấy gã béo bắt đầu ứa nước miếng cái cô kia đích xác là hạt ngân hạnh rồi chỉ ở tiệm của chúng ta có nửa ngày mà ngay cả cái cây còm cõi của chúng ta cũng đã ra quả Tôi đi lấy gậy chọc cây bạch quả đi. Gã gầy loáng cái đã biến mất. Tôi đứng dưới tán cây, vỗ vỗ vào thân cây sủ xỉ, lẩm bẩm một mình. <laughs> Giết cô ta để làm thuốc, thì cái gọi là trường sinh sẽ biến thành sự cô đơn và đau khổ vô biên, không có tận cùng. Nếu ở bên cạnh luôn có người tốt với mình, khoảnh khắc cũng là trường sinh nếu được một người nhớ nhung sầu nặng ở trong lòng mãi không quên lãng cái chết cũng là trường sinh trong thời khắc cuối cùng lương vũ đống có lẽ cũng đã nghĩ như vậy cô chủ chúng ta rồi sẽ tới lúc phải trải qua ngày thiên kiếp đúng không gã béo đã len lén lỉnh đến sau lưng tôi thèm thuồng nhìn cuốn sách ở trong tay tôi thứ kia chắc chắn có nói tới phương pháp giúp tộc của chúng tôi vượt qua tài kiếp. Người còn lâu mới tới ngày đó, tôi lườm gã một cái. Nhưng ta khuyên ngươi hãy giảm béo đi, cho tới khi mà thiên lôi đánh xuống, thì ngươi còn có thể chạy nhanh hơn một chút. Công kích khiếm khuyết ngoại hình của người ta, gã béo cắn ngón tay, ấm ức ngồi bệt xuống góc tường buồn bã. Dáng điệu của gã béo khiến tôi bỗng nhiên nghĩ tới con mèo mặt bạch. Cô ta mới là kẻ thông minh nhất, thông minh hơn lường vũ đống nhiều. Ít nhất đã biết cách cố gắng khiến bản thân ngay từ ngày đầu đã cầm ghét liêu, từ chối mọi ý tốt của cô, để sau này, tới thời điểm cần ăn hạt ngần hạnh, không đến nỗi không nỡ giả tay. Thế nhưng <laughs> cuối cùng vẫn là không nỡ. Cô ta từng có hàng trăm hàng ngàn cơ hội để giết chết liêu. Lương vũ đống mặt bạch chẳng ai được trường sinh. Thế nhưng họ vẫn sống trường sinh hơn bất cứ ai. Trong tầm khảm của một cô gái không biết chữ, có chút khờ khạo tên gọi là liều. Câu chuyện phủ sinh, quyển 1, chương 9, kết. Gã béo và gã gầy bận rộn ở trong nhà bếp. Trong tiệm bánh ngọt không dừng, ngào ngạt hương thơm của bơ và đường. Đúng là không tìm thấy anh ta ư. Đi đâu mà tìm được? Sala, bản thân cô chẳng phải hiểu rõ hơn bất cứ ai yêu quái không qua nổi ngày thiên kiếp chỉ còn một con đường chết cùng lắm chỉ giữ lại được một cái thân xác ở trên cõi trần nếu như mà đối phương đã là yêu quái cô hãy thử tới nơi cũ của anh ta để tìm kiếm thi thể xem sao lấy về đóng thành ghế hay là đun gì gì đấy để mà giữ làm kỷ niệm cửu quyết mồm miệng không cần thiết phải độc địa như thế đâu tối chẳng qua chỉ hỏi vu vơ thôi mà buồn bã gác máy trong lòng tôi đang quất cả trăm roi vào cái xác thối tha của gã đàn ông ở bên kia đầu dây tôi thừa nhận tôi từng huyễn tưởng rằng lương vũ đống vẫn còn sống giống như tình tiết trong những bộ phim tình cảm rẻ tiền đến khi sắp chết bỗng gặp được một cao nhân hải bí kiếp gì đó đại nạn không chết vẻ trong sáng và niềm khát vọng trong đôi mắt liêu khiến tôi không thể không làm việc theo tình cảm. Tôi muốn giúp cô ấy. Thế nhưng đó chỉ là một ảo tưởng khi trong đầu đang chập mạch. Niềm vui của Liêu từ nay về sau chỉ có thể do một mình cô ấy hoàn thành. Tôi hít sâu một hơi, vươn vai ra khỏi phòng, ngân nga một bài hát quê mùa cũ dích. Chúc bạn bình an. tru nỉ bình an. Chiếc máy tính ở trên bàn quên không tắt. Trên trang web là một đoạn giới thiệu sơ sài. Thi nhân đời đường Vương Duy, những năm cuối đời ẩn cư tại Võng Xuyên, tương truyền từng tự tay trồng một cái cây ngân hạnh. Chính giữa trang web, lấy một gốc ngân hạnh làm hình nền, kèm thêm mấy dòng chữ khải. Hạnh đẹp trồng làm xà, cỏ thơm rằng làm mái, đâu biết mây trong trái, hóa làm mưa nhân gian. Văn hạnh quán, võng xuyên tập, vương duy, đời đường. Các bạn thân mến, như vậy thì câu khẩu đã đọc xong cho các bạn câu chuyện phủ sinh quyển 1 với 9 chương. Tùy mỗi chương rất ngắn, nhưng mà... Tác giả viết rất là hay và các bạn dịch giả dịch cũng rất là tuyệt vời. Liêu chính là một yêu cây ngân hạnh, đó là một cái hạt ngân hạnh rơi xuống và mọc thành cây. Nhưng bởi vì là lương vũ đống đã dùng tay của mình sờ lên cái vết gọi là cái 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 phần giữa chán ấy các bạn gọi là cái con mắt thứ ba của chúng ta ấy, thì khi mà chúng ta những chỉ có những cái người mà trí huệ và thì người ta mới có thể mở ra được cái con mắt thứ ba đó thế còn những cái người thường thì con mắt thứ ba là bị đóng rồi cho nên là trên chúng ta có hai con mắt và ở giữa trên chán là một con mắt giống như là các bạn nếu mà xem tây du ký thì các bạn sẽ thấy dương Tiễn đấy dương Tiễn là con mắt đó là mở ra rồi thế mà uh, có rất là nhiều tài liệu nói rằng là những cái người uh, đạo cao đức trọng rất là những cái người mà người ta đã tu hành và người ta đã đạt đến một cảnh giới nhất định thì người ta có thể mở con mắt đó ra. Thế còn uh, ngoài ra cũng có một cái nữa đó là con mắt âm dương đấy, các bạn có biết không? Con mắt âm dương là chính là những cái người mà có thể có khả năng nhìn thấy ma. ấy Thế nhưng mà thực ra như thế thì cũng rất sợ bởi vì sao bởi vì nếu như mà cái bản lĩnh của con người không lớn ấy, thì sẽ rất dễ bị tàu hỏa nhập ma nên là về cơ bản thì khâu hầu nghĩ rằng là làm một người bình thường là hạnh phúc nhất ấy. mình chẳng có siêu năng lực hay là có cái gì đó là hạnh phúc nhất nhưng mà Câu giống như là trước kia đã từng chia sẻ với các bạn cái thời gian mà bọn mình sống ở Nam Kinh Thì Nam Kinh có rất nhiều cây ngân hạnh các bạn ạ, nhiều lắm, nhiều vô cùng Và mình nhớ là trong khuôn viên của trường mình cũng có rất nhiều cây ngân hạnh Và vì sinh viên ở Trung Quốc là các bạn ấy phải học cả buổi tối nữa Hoặc là buổi tối các bạn phải đến lớp là quản chư xí, nghĩa là tự học ấy. Thế và mình nhớ là hồi mình đến Nam Kinh là vào giữa mùa đông lạnh lắm, lạnh kinh khủng và mỗi buổi tối mình đi thì mình cứ luôn luôn có cảm giác như là có người đang đi theo sau mình ấy thế và và cái cảm nhận đó nó rất là rõ rệt cho nên là mình mới đi hỏi một cái hỏi các cô uh, vì mình sống ở trong khu chuyên gia của trường và cho nên là mình hỏi mấy cái cô uh, gọi là lễ tân ấy là tôi hỏi thật các cô là cái trường này nó có điều gì bất thường hay không thế và các cô ấy nói có cô các cô ấy thì có cô thì giống nhưng mà có một cô rất là thật thà cô bảo với mình là uh, điều này thì chúng tôi không tiện nói với cô uh, và cũng mong cô thông cảm nhưng mà tôi chỉ dặn cô và cô cũng dặn luôn các cháu lưu học sinh đó là đừng bao giờ về sau 8 giờ tối thì cô mới nói rằng là lớp của chúng tôi lớp tự học mãi tận 9 giờ hơn mới tan cơ mà bây giờ trước 8 giờ tối đã phải về rồi thì làm thế nào thế cô nói là nếu mà như thế thì dặn các cháu là đừng có đi một mình phải đi theo từng đoàn Thế Câu nói là cái người phải đi một mình đó là tôi Bởi vì tôi ở khu chuyên gia Mà các cháu học trò, các cháu lưu học sinh thì nó ở trong lầu lưu học sinh Thế và Thời gian đó thì cô ấy Có chia sẻ với Câu Cầu một vài điều ừ, Thực sự là nó Rất là gọi là gì nhỉ Nó cũng vi diệu lắm các bạn ạ Cho nên là Câu uh, Cầu luôn luôn tâm niệm rằng là Có thờ có thiêng, có kiêng, có lành Nên là uh, bản thân mình Ý thức được điều đó Nên là cũng may mắn là mình Cũng gặp rất là nhiều gặp rất nhiều nhưng mà luôn luôn được che chở và luôn luôn gặp bình an đấy thế và vì thế cho nên là câu uh, cầu rất thích cái giọng đọc cái giọng văn của cô sala song thụ này vì um, cô ấy sinh ở cô này là người thành đô tứ xuyên Thế và cái vùng nơi đó là có rất là nhiều điều bí hiểm Ví dụ như có những ngọn núi rất là cao Có những phong cảnh rất là đẹp Rồi nó giống như cảnh tiên ấy Hay là những cái nơi vô cùng là kỳ bí Còn nhiều nơi mà còn chưa hiểu được Hơn nữa là cái vùng đất đó là vùng đất thục Đất ngơ của người thuộc cổ Thế và có rất là nhiều những cái câu chuyện chưa được giải thích hoặc là có cái nền văn hóa rất khác biệt nói chung là là một cái vùng đất bí hiểm và cũng là nơi mà động đất gần như là nhiều nhất của Trung Quốc ừ, vì thế cho nên là câu cầu thấy rằng là cô uh, tác giả Sala Song Thụ này cô viết chuyện đều rất là cuốn và cái cuốn câu chuyện phù sinh này là thời hiện đại bây giờ các bạn nhé thời hiện đại vẫn còn yêu quái không biết là các bạn có tin không Nhưng mà thôi uh, Dù sao chăng nữa thì chuyện hay thì chúng ta cứ thưởng thức thôi uh, Chúc các bạn uh, thật nhiều sức khỏe Cảm ơn các bạn